Các bạn có biết đến tựa game Ice Cream? Trong tựa game này có nhân vật Rốt, hắn có một nhà máy làm kem siêu to khổng lồ. Và sở thích của hắn đó là bắt cóc trẻ con để làm kem. Nếu bạn có ý định trốn thoát khỏi nhà máy đó thì lập tức sẽ bị hắn. Sẽ như thế nào nếu mà tên Rốt xuất hiện trong Poppy Playtime? Giữ đúng lời hứa, video trước đủ 10 like chúng ta sẽ gặp lại trong một cái video mới. Và các bạn đừng quên nhấn nút like video, đăng ký kênh giúp chúng mình có thêm thật nhiều subscribe. Ok. Và các bạn ơi, ra đây mà xem, chúng ta sẽ được gặp ông bán kem. Đấy, Umbala Sibua. Uầy, đây là ông bán kem trong Poppy Playtime này các bạn. Nó giống hệt ông bán kem trong game Ice Cream luôn. Đây, ông này có cái thẻ tên này. Đấy, ông ấy tên là Rốt. Chính xác. Đấy các bạn, ông ấy sẽ bắt mình đi làm kem ấy. Ừ, trong Poppy Playtime không biết ông ấy bắt mình đi làm gì ông nhỉ? Không biết nữa, không biết ông ấy có phì hơi lạnh vào người mình như ở trong Ice Cream không nhỉ? Ờ. Đấy, ông này có một cái tạp dề xanh rất là dài này. Khuôn mặt trông giống như một cái kem ốc ạ. Và cái kem này còn bị cắn cơ. Đúng rồi, một cái kem cắn dở các bạn. Rất đáng sợ. Đây là cái mặt nạ ông ấy đội vào thôi đúng không? Ừ, chắc thế. Chứ ai làm gì người lại có đầu hình cái kem bao giờ đâu. Trên người ông này, em thấy gì không? Đấy là những cái vị kem á, em nghĩ đấy là kem vị dâu và kem vị sô-cô-la đó. Thôi được rồi. Chúng ta sẽ nhanh chóng phải đi gặp ông bán kem, xem ông bán kem ở trong này sẽ trông như thế nào nào. Động tác của ông ấy đuổi mình, tấn công mình sẽ như thế nào. Kìa, ông ấy không cho anh chìa khóa à? Ông này ảo thật đấy. Ờ, này nhá, đưa tôi cái chìa khóa để tôi còn chơi game nhá. Hết cả mình các bạn ạ, còn cố níu lấy cái chìa khóa. Rồi bây giờ chúng ta nối điện. Tên và ông ơi, ông bán kem Rốt biến mất rồi ông ạ. Em biết thừa, đoạn này á, quái vật nào cũng biến mất luôn. Nó biến mất thì chắc chắn thì nó sẽ đuổi mình đấy. Ừ thì sao, em chả sợ gì luôn hả? Bởi vì em không phải là người chơi đâu. À, hóa ra là không chơi nên gái chứ gì. Chứ đúng. Mà chơi hết ầm ĩ như mấy video lần trước. Đúng. Rồi bây giờ chúng ta xem có phải là tay của ông bán kem không nhá. Đúng rồi, chính là tay ông bán kem đấy. Ui, anh sắp chạm được vào tay ông bán kem ốc ạ. Này. Anh đi gần đi. Ui, ông ấy đi mất rồi. Ôi, chả lần nào bắt được ông bán kem cả. Và bây giờ chúng ta lại đi lấy cái bàn tay màu đỏ đằng kia. Và đi tìm các khối năng lượng để lắp vào đây để kích hoạt được cái cỗ máy gắp này. Rồi ông ơi, anh đã kiếm đủ khối năng lượng rồi. Em nhìn xem phải Huggy xuất hiện không nhá. Chính là nó luôn ấy. Vẫn là Huggy các bạn ạ. Ui, lần này nó thụt vào nhanh thật đấy. Không, lần nào nó cũng như thế mà. Ui, nó chỉ nhìn mỗi một tí thế thôi à. Nó dọa mình thôi, nó bảo ê, tao sẽ đuổi bắt mày đấy. Đúng rồi đây. Rồi, lấy được bàn tay màu đỏ. Rồi vào đầu ta đi. Nhưng mình không chết đâu ha, bởi vì game này tác giả game không cho chết. Không cho người chơi chết làm sao mà được chết. Đúng. Phải đi gặp quái vật mới được chết. Rồi, ta sẽ vào đây sửa điện nha các bạn. Bom. Ôi trời ơi, xong một hồi đã sửa xong hết cái điện đây rồi ốc ạ. Ấy, xe. Điện đã chạy vào cái này rồi. Bây giờ sẽ bấm nút để khởi động. Máy làm đồ chơi. Chính xác rồi. Máy làm đồ chơi mở mắt ra. Úng ba la. Không có như con mà. Không có kinh dị nhỉ các bạn nhỉ. Nó lại còn cứ liếc liếc mình chứ. Hai cái mắt này giống kiểu mắt con cua ấy. Thôi bây giờ sẽ làm đồ chơi nhá. Để nhanh chóng gặp được ông bán kem. Tên là Rốt. Chính xác rồi. Em là học sinh của anh à? Anh cứ nói em trả lời nhỉ. Học sinh ốc nha các bạn. Rồi. Đấy. Yeah, chúng ta có món đồ chơi đâu các bạn. Lấy món đồ chơi ra. Và bây giờ đặt vào đây. Cái này có thể giúp ta mở cánh cửa các bạn. Rồi, các bạn đã sẵn sàng để gặp ông bán kem Rốt chưa? Mình đã rất sẵn sàng, nhưng chắc chắn ông sẽ không bán kem cho mình đâu. Ông sẽ giết mình rồi các bạn. Wow. Ông này ở trong game này như kiểu người không xương ấy. Ui, trời ơi các bạn ơi. Nhưng mà vẫn ghê như kiểu trong tựa game Ice Cream ốc ạ. Ừ, trong game này ông cũng đi chậm kiểu này nhỉ. Đúng rồi, đấy, được. Ông ấy đuổi ghê luôn ấy. Để im, anh sẽ cho ông ấy cho mà xem. Được gì chứ, ông bán kem sợ gì. Ê. Tuổi gì sánh vai, ok fine. Nhìn mặt ông ấy hài nhỉ. Nhìn mặt ngu kiểu bị tròn ấy. Ê. Ui,
rõ ràng là mình tóm cái tay là phải tóm được vào mặt ông đấy mà đi xuyên qua người ông ấy luôn này các bạn xem này. Đấy. Ảo thế đấy. Chắc là lỗi rồi đấy. Đi đâu là ông ta nhìn mình ở đấy đấy. Đáng sợ chưa? Đi kiểu theo dõi mình ạ. Ui ông ơi, mình đi trên này đầu ông ấy chui vào trong người của ông ấy luôn rồi kìa. Ông ấy như kiểu gập đầu ông ấy lại để ông ấy nhìn mình ấy. Đáng sợ quá các bạn. Đi đâu là bị theo dõi đấy. Ui cái đầu ông ấy xoay tròn luôn. Ôi trời ơi, ảo quá. Mình sẽ trèo qua bên này như mọi hôm nhá. Này thử cố gắng nhảy vào cái. Ui nhảy lên chiếc máy này các bạn. Wow, mình nhảy lên trên chốc máy làm đồ chơi nè. Ui, xem ông ta có bắt được mình ở trên này không? Ê, còn lâu mới bắt được. Này, đang trốn sau hai cái con mắt đung đưa đây này. Đứng gần ông này luôn, ông này không bắt được mình luôn. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Tuổi gì sánh vai hả, ông bán kem. Ôi, mình trốn qua đầu này đi ông ạ. Ông này biết thừa mình luôn ấy. Ông đấy chỉ cần mình di chuyển sang chỗ khác là ông ấy sẽ đi bắt mình ngay các bạn. Ui, đi lên trên mà lại ngoái đầu lại là sao? Ông đâu ta? Ông ấy đây này. Té qua đầu bên này. Chạy thôi các bạn ơi. Mình lừa ông ấy chạy qua đấy để chúng ta chạy qua bên này đấy, sau đó chúng ta sẽ thoát được. Ui no. Ông ấy chặn cái cửa thoát của mình rồi. Ông đấy đi ra đây. Sau đó mình sẽ chặn. Ui no. Ông này rất thông minh đấy. Mặt kem mà. Ý ông cứ trốn sau một cái gì đó là kiểu gì ông này cũng đứng im các bạn. Cho ông bán kem một tí nha. Ông bán kem tính bắt tôi làm kem á. Tuổi gì. Đúng. Bye bye. Đi. Bye. Gần quá rồi đó. Mình phải gần nó mới thể hiện trình độ. Ôi, ông bán kem sẽ xuất hiện ở đây. Ôi ghê quá ông ơi. Ui. Ông ấy đi một hướng khác các bạn. Để truy đuổi chúng ta. Ôi ông ấy sẽ chui ra từ cái lỗ này. Ui ông bán kem ơi. Ui không. Ôi đáng sợ quá. Đừng đuổi tôi. Please tránh xa tôi ra. Tôi không mua kem. Tôi không ăn kem nữa đâu. Tôi rất thích ăn kem. Anh đừng hành đúng nghiện kem luôn đấy các bạn. Chạy đi. Ui. Ta cứ đuổi sát mông mình thôi. Bây giờ mà đứng lại cái là thôi xin là xin. Không. Kìa trời ơi, xíu nữa thì chết rồi. Anh phải tập trung vào chứ. Tí nữa thì chết ông ạ. Chả thấy gì nữa. Tí nữa thì bị bắt đi làm món kem. Ui. Ông bán kem đuổi đây rồi. Đấy. Tuyệt chiêu. Ui. Đồ ăn hại. Ông bạn ơi, quá chủ quan. Cứ tưởng cho được ông bán kem thế nào, bị ông bán kem ăn thịt luôn. Bởi vì lúc đấy anh Bê Quý Thành không giữ xín ngồi các bạn, mà anh Bê Quý Thành tưởng là thế là được rồi. Thành Bê Quý Thành nhấc tay lên, thế là thôi chết thôi. Xin vĩnh biệt anh Bê Quý Thành. Và chúng ta sẽ gặp lại ông bán kem. Lần này ông ấy sẽ đi xuyên tường đó, em đoán chắc luôn. Đấy. Ui. Biết ngay. Ui. Mồm thế. Ảo thế. Ôi ông ấy bay đúng vào mồm mình. Phép thuộc Wings. Xin là xin vĩnh biệt. Rồi các bạn ơi, mấy lần trước mình chỉ cho bằng cái thùng bé này, bây giờ mình chơi hẳn cái thùng to chặn cái cửa xem chuyện gì xảy ra nhá. Đấy, tò mò quá ta. Rồi. Ui, ông ấy đi luồn qua luôn, ảo ghê luôn các bạn. Ông ấy đi qua xong rồi mấy cái thùng kia bên trong kia luôn ạ. Ông ấy luồn qua luôn, vô cùng khéo léo nha các bạn. Trốn đi, trốn đi. Con này á, trốn mình thôi để đi quay vòng thằng kia được không? Chạy đi! Trời ơi, bảo tắt về. Còn cái nịt. Còn cái thùng to không được rồi các bạn ạ. Nó còn đi xuyên qua được, nó đẩy hết ra luôn á. Bây giờ mình sẽ vẫn quay trở lại cách trốn cũ các bạn. Đấy. Ui, nhưng mà lần này mình sẽ thoát khỏi ông bán kem nhá. Ui. Bay một phát vào đúng chỗ mình thoát luôn. Rồi, lừa ông đấy ra đây rồi. Chúng ta cùng trốn thoát khỏi ông bán kem. Bye bye ông bán kem nhé. Hẹn gặp lại. Ông gặp lại luôn đấy, ông ạ. Đúng. Tiêu diệt ông bán kem đi Quý Thành. Ui.
Thôi chạy thôi, chạy thôi. Đuổi nhanh lắm luôn ấy, đuổi sát đít mình luôn đấy ông ạ. Ừ, có lúc mày chạy rất nhanh nhưng có lúc em thấy ông đi hơi chậm. Chắc vì ông ấy mệt đó. Ui, ui không. Thôi. Ui, 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 gần thế, trời ơi. Ui, nhìn loanh quanh á. Rồi. Đấy. Mình tạm chia tay nhau nhé em, để ta biết được có yêu nhau không. Mày qua lại giúp được xuống đây. Ừ, anh không cẩn thận là ông ấy ăn thịt anh ấy. Đúng tim luôn. Chúng ta sẽ đứng ở đây. Chờ đợi. Đấy, lần này chắc được rồi. Đó. Ông bán kem à, lần nữa trước tôi không cho được ông lần này á, ông còn lâu mới thoát được tôi nhá. Ai cũng sẽ bị tôi tét mông. Ui. Đấy. Tét mông. Cái đầu mà đấy đang cúi xuống để nhìn mình đấy. Ừ. Bảo, mày hãy đợi đấy, ta sẽ bắt mày làm kem. Chứ nhanh lên, nhanh lên. Rồi. Ôi, sắp phá cửa rồi. Yo. Bé Quý Thanh ơi, anh đã thành công, anh đứng ở trên cái bậc cửa đấy rồi. Ờ. Ôi, ảo thế đấy. Đi vào được không? Ui, cái băng chuyền này nó đẩy mình rơi xuống đây. Rồi các bạn ơi, vậy là mình đã tiêu diệt được ông bán kem rồi. Ui, bị ông ta đuổi đúng là kiểu bị hồi hộp với cả kiểu sợ ấy ông ạ. Ừ, còn mấy lần anh cứ nhìn xung quanh làm xém lên thì bị bắt á. Thế mà vẫn không bị bắt, chứng tỏ anh mới có thành chỗ này nhiều máu này. Thông minh đấy. Thông minh như tinh tinh tinh. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay mình đã cho các bạn gặp ông bán kem trong Poppy Playtime. Và các bạn muốn mình làm về những nhân vật nào nữa, hãy bình luận phía dưới video nhé. Còn bây giờ, bye bye. Ai được nhiều like nhất thì mình sẽ làm bình luận của người đấy. Ok, hãy bình luận những ý tưởng của các bạn ở phía dưới nha. Đừng quên follow kênh TikTok của chúng mình và xem những nhiều video khác ở trên các kênh YouTube khác, ví dụ như kênh Bê Quý Thanh. 10.000 like lại có video mới. Yeah, bye bye.